Xin chào anh em, hôm nay Aquafit sẽ giới thiệu đến anh em một cái con bơm chuyên dụng để thổi luồng các hồ cá koi có thể tích từ 5 khối đến 10 khối một giờ. Đó chính là dòng bơm Baozhu BI. Cái dòng này thì sẽ có 3 mã sản phẩm, chính là Baozhu BI 16.000, Baozhu BI 22.000 và Baozhu BI 26.000. Thì trên tay em đây chính là con bơm Baozhu BI 16.000. Các con bơm 22.000 hay 26.000 nó tương tự, kích thước tương tự như cái con 16.000, chỉ là cái lưu lượng nó sẽ khác nhau, công suất nó sẽ khác nhau. Đây, em sẽ cho anh em xem ngoại quan của con bơm này nhé. Đây chính là con bơm của chúng ta. Anh em có thể nhìn hộp bên ngoài, thiết kế rất là đẹp. Cái dòng này đây, hãng cũng có đề luôn là cái eco 50%, tức là tiết kiệm năng lượng 50%, tiết kiệm điện nhé. Dòng này sẽ là chuyên dụng để thổi luồng anh em nhé. Chuyên dụng để tạt đấy ạ. Đây chính là thông số kỹ thuật của các cái mã bơm từ 16.000 đến 26.000. Anh em có thể quan sát này. Con 16.000 sẽ có công suất tiêu thụ điện là 70W, 22.000 là 90W và 26.000 là 105W. Rất là tiết kiệm điện, tương ứng với các lưu lượng. Cổ ống ra của ba cái mã bơm này đều là ống 75 anh em nhé, và chạy điện là 220V. Ở đây nó có một cái thông số nữa anh em nên để ý, chính là Hmax, chính là đẩy cao tối đa đấy ạ. Ở cái mức đẩy cao tối đa này thì lưu lượng nước nó sẽ bằng 0 nhé. Và cái Fmax là lưu lượng tối đa. Ở mức lưu lượng tối đa này thì cái chiều cao của cột nước ấy nó sẽ là bằng 0, là ngang bằng cái mép miệng bơm đấy ạ. Như anh em vừa xem thì đó chính là ngoại quan của cái vỏ hộp con bơm Baozhu BI này. Sau đây em xin phép mở hộp con bơm này ra để cho anh em được quan sát kỹ hơn các cái chi tiết máy, các cái phụ kiện, bộ phận của cái con bơm Baozhu BI này anh em nhé. Đây chính là con bơm của chúng ta. Ở đây thì sẽ có một tờ hướng dẫn, anh em có thể mở ra và đọc nhé. Hai cái ốc vít, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, con bơm của chúng ta, thiết kế rất là đẹp, chất liệu hoàn thiện cực kỳ cao nhé, rất là tỉ mỉ, anh em có thể quan sát này, nhựa rất là chắc chắn, cao cấp. Con bơm này sẽ dùng được cho cả nước ngọt và nước mặn anh em nhé. Dây điện của con bơm này thì cũng giống như các cái dòng bơm khác, sẽ là sử dụng là rắc 3 chân. Dây điện rất là dài và chắc chắn, anh em cắm thoải mái. Ở đây hai cái ốc này nhá, hãng có gửi thêm mình này, để chúng ta khi mà chúng ta lắp cái ống từ bơm ra, ống này ống 75, thì anh em sẽ sử dụng hai con ốc này để vặn vào hai cái thành bơm này, hai cái thành miệng bơm này, để cố định ống được chắc chắn hơn anh em nhé. Một con bơm rất là tuyệt vời, trục được làm từ gốm ceramic nên rất là bền. Nếu đối với những cái hồ của anh em mà nhỏ nhá, cái chiều cao của cái cột anh em nếu mà có làm thác ấy, nếu mà thấp ấy, thì anh em cũng có thể dùng cái con bơm tạt này vừa để thổi luồng vừa để đẩy thác được. Chiều cao thác đâu đó nó cao tầm khoảng dưới 1 mét thôi thì vẫn ok. Nhưng anh em cũng phải lưu ý là cái bơm tạt này, cái lưu lượng nó tạt ngang thì rất là lớn, nhưng khi đẩy lên cao thì nó bị hụt lưu lượng rất là nhiều. Thế nên anh em chỉ sử dụng cho những thác nhỏ nhé. Những thác lớn, những thác cao thì anh em phải dùng dòng bơm ngang, chi bơm này thì nó sẽ bị hụt rất là nhiều. Đây là một con bơm rất tiết kiệm năng lượng. Như anh em có thể vừa quan sát đó, thì là cái lưu lượng của nó với 16 khối một giờ nó chỉ có 70W thôi, rất là tiết kiệm năng lượng. Và cái thứ hai nữa, khi vận hành thì con bơm này chạy rất là êm ái anh em nhé. Trục nó được làm từ gốm ceramic nên rất là bền và dùng được cho cả nước ngọt và nước mặn. Ngoài ra, đối với những hồ của anh em mà có thác nhỏ như cao tầm dưới 1 mét thì anh em cũng có thể dùng con bơm này vừa để thổi luồng vừa để đẩy lên thác được. Nhưng anh em lưu ý nhé, với những cái thác nhỏ thôi, tại vì con bơm này là bơm tạt, thế nên ấy, lưu lượng nước của nó khi mà lên cao nó sẽ bị hụt rất là nhiều so với những cái dòng bơm ngang.
Đó, thế nên là khi mà những cái thác của anh em cao thì anh em nên sử dụng một con bơm ngang riêng. Còn nếu mà thác đâu đó khoảng 50 phân thôi, 70 phân hay dưới 1 mét đấy thì anh em có thể tận dụng đi một cái đường ống nhỏ khoảng phi 21 hoặc 27 anh em dẫn lên thác, và còn lại là những cái ống T khác thì anh em chạy luồng. Đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn để tránh cái tình trạng mà cái nước nó đẩy lên cao nó bị hụt nhiều quá. Thế nên là cái dòng bơm này thì anh em nên dùng để chuyên dụng để thổi luồng được là tốt nhất anh em nhé. Còn làm sao để bơm khi vận hành nó bền ấy, nếu mà anh em mà muốn cái dòng này thổi luồng thì cái cổ ống của con bơm này là ống 75. Nếu mà anh em đi hồ anh em muốn làm khoảng hai cái luồng 42 chẳng hạn, thì từ cái bơm này anh em đi lên một cái T là cũng là ống 75, rồi từ cái T đó từ 75 đó cái anh em co lại thành hai cái ống 42 hoặc là 48 gì đó, thì nó sẽ đảm bảo được cái hiệu quả là cái vận hành công suất lưu lượng của bơm vẫn được đảm bảo, mà thứ hai là không bị ép bơm nó gây tình trạng mà giảm tuổi thọ của bơm anh em nhé. Anh em mà cần tư vấn sâu hơn về cái dòng bơm bao du BI này hay là các cái dòng bơm khác dùng cho hệ thống lọc hồ cá koi hay là các cái máy sủi cách đi ống thì anh em đừng ngần ngại, hãy liên lạc với Aquafit qua số hotline là 096 554 7920 thì em rất sẵn lòng để hỗ trợ anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.